chị hai đâu rồi cả. Chị hai ơi, hai đứa đợi hai xíu, hai đang bận tay dưới bếp nè, hai lên liền. Dạ. Chưa kịp nói chữ lên nữa. Thôi thôi, chị ba điệu quá. Chị ba điệu như vậy tới sáng mai mới vô tới nơi luôn quá. Chút nữa chị ba sẽ mét chị hai cái chuyện em ăn dụng trong lớp nha. Thôi thôi, chị ba đừng có mét chị hai. Mét chị hai đánh em trước luôn á. Thôi đi, đừng có giả bộ khóc mà làm cho tôi cảm động. Tôi không mét chị hai nha. Tôi mét cho coi. Chị hai ơi. Nè, hai đứa làm cái gì đó? Dạ không có làm chi. Út, chị hai thấy rồi nha, sao Út bịt miệng chị ba như vậy? Chuyện là như vậy nè chị hai. Nè nè, bé ba ngoan. Sao bé ba khóc vậy? Út nhéo em. Út nè, hư quá nha, chị hai quýnh đòn bây giờ. Sao mà nhéo chị ba như vậy hả? Em đâu có làm gì đâu. Hồi nãy ở trong lớp ăn dụng có chút xíu mà đòi mét người ta. Thôi được rồi, chị hai năn nỉ. Hai đứa không có khóc nữa nha. Dạ. Nè Út nè, lần này là chị hai tha cho đó. Lần sau mà vô lớp ăn dụng nữa là chị hai quýnh đòn nghe chưa. Dạ. Rồi lần sau á, từ nay về sau không có được ăn hiếp chị ba nữa biết không? Dạ em xin lỗi chị hai. Rồi nhà có ba chị em phải thương nhau chứ. Ra rửa tay đi rồi vô ăn cơm với hai nè. Tụi bay đâu? Đứng ngoài này chờ chị. Chị vô chị đợi nãy xíu chị ra. Dạ, thưa chị Lài mới qua. Đang làm gì đó? Dạ, tụi em đang ăn cơm. Nghèo mày đặt ăn cơm hả mày? Ăn với gì? Dạ, rau muống luộc với lại kho quẹt. Bơi chén coi đói. Hả? Chị xích vô con nhỏ mà ít kỹ vừa vừa phải phải rồi mày. Trời đất ơi, ăn cơm mà ngon dữ vậy nè. Hả? Kho quẹt với rau luộc có gì ngon đâu chị. Vậy là ngon rồi, ở nhà má tao ác cái tao lắm. Không bây giờ cho tao ăn cọng rau nào hết trơn trời đó. Tối ngày bắt ăn tôm, ăn cá, ăn cua. Người đâu mà ác đạo. Ủa tao qua đây làm gì tụi bay? Dạ em cũng không biết nữa. Giờ xíu tao về là hỏi má tao coi. Chứ mà chị, Tao nhớ rồi. Qua đây đòi nợ. Nhỏ kia biểu. Nhanh lên. Dạ chị Lài. Chừng nào trả nợ cho má tao. Mày có biết mỗi lần tao qua tao đòi nợ tao mệt lắm không? Tao đang đi chơi má tao bắt tao về đi đòi nợ mày. Tao phải bới cái đầu 8 tiếng tao mới qua đây được. Chị Lài ơi, chị Lài thông cảm cho em nha. Chứ bây giờ chị biết hoàn cảnh gia đình em rồi đó. Em cũng không có đủ khả năng trả cho chị. Em hứa vậy nè, chị cho em mấy tháng đi, xong rồi mỗi ngày em làm một ít á, rồi em mang qua em trả chị dần dần được không mày chị? Mày hứa hoài, tao mệt lắm luôn á. Bây giờ có cái gì đem ra đây tao xiết, tao đem về cho má tao vui lòng. Chị xiết. Lẹ lên. Chị nhìn thử trong nhà em cũng không có cái gì xiết được á chị. Bây giờ không có gì xiết phải không? Dạ. Tao sẽ xiết hai đứa em của mày. Chị ơi. Đây, nhanh lên. Chị ơi, chị ơi. Chị Lại ơi, em năn nỉ chứ mà chị Lại. Tụi nó còn nhỏ xíu à, tụi nó đâu có biết gì đâu. Bây giờ tụi nó còn lo ăn học nữa, chị để cho em lo cho tụi nó ăn học đi nha chị. Cái gì? Mày nói cái gì? Nó còn ăn học? Dạ. Tao lo cho nó ăn học luôn. Tao đem tụi nó về, tao sẽ nói má tao cho nó ăn học tới lớp 12 xong rồi lên xì phố, học đại học luôn, được chưa? Thiệt không chị? Trời, một lời tao nói ra mà. Mày đợi xíu đi, tao thấy sai sai gì nè, tao gọi má tao ơi. Hình như sai sai gì á. Alo má hả? Con nè, giờ nhà nó nghèo quá, nó không có gì đem ra cho con xiết hết, giờ sao? Giờ con định là xiết hai đứa em nó đó. Giờ má, dạ. Nhưng mà giờ tụi nó còn tuổi ăn tuổi học đó má. Là mình phải lo tụi nó ăn học luôn tới đại học đó nha má.
Dạ. Dạ dạ dạ. Rồi rồi, con biết rồi, má yên tâm. Rồi dạ. Rồi để con nói tụi nó. Dạ. Dạ dạ rồi thôi má nha. Dạ dạ dạ. Được không chị? Má tao chửi thật hùng. Ủa sao vậy chị? Má tao kêu tao đi chết đi. Mày thấy không? Tại chị em mày mà bây giờ gia đình tao ly tán. Ủa, em đâu có làm gì đâu mà gia đình chị mày không làm gì? Mày thiếu nợ mày không chịu trả. Rồi bây giờ á, tao xiết hai đêm mày về, má tao kêu tao đi chết đi. Tao nghe lời má tao, tao đi chết rồi má tao buồn, má tao đi tu. Rồi ba tao sẽ có vợ nhỏ, có phải gia đình tao ly tán gì gia đình mày không? Vậy mà chị cũng nghĩ ra được nữa em không? Bây giờ vậy, bàn chuyện quan trọng. Qua đây ngồi, mệt quá. Hai đứa nhỏ đi qua bên kia coi. Sàn ràng trước mặt ha. Ngồi xuống. Má tao nãy cũng có nói rồi, là ba má mày cũng đang đi kiếm người gả mày đúng không? Tại vì gái lớn rồi, mà giờ chưa có chồng thì cũng khổ. Mà ba má mày đâu có tìm ra được ai đâu. Bây giờ á, có cái mối này giàu lắm. Mày chịu đi, mày lấy ổng xong á, cái mai mốt mày có tiền mày nuôi hai đứa mày ăn học thành tài luôn, rồi mày trả nợ cho ba má tao. Tao không có làm phiền mày nữa, tao không qua đây nữa, thiệt tao thề nha. Chị ơi, bây giờ có chuyện gì á chị để em về thưa lại với ba má em chứ. Mày yên tâm đi, ba má mày thiếu nợ ba má tao, nói một tiếng là ổng bả chịu liền à, không có gì hết trơn á. Mày lấy ổng đi, ổng giàu lắm mày ơi, giàu dữ lắm luôn, trời ơi. Nhưng mà em đâu có biết người ta là ai đâu. Bạn thân ba tao hả? Thiệt, bạn thân ba tao mà, bởi vì chỗ quen biết hết. Bạn thân ba chị vậy vậy bao nhiêu tuổi rồi chị? 67 hả? Còn 67 tuổi còn lớn hơn ba em nữa, sao em có thể lấy người ta làm chồng chị? Nhỏ đĩa khờ dễ sợ luôn. Trời ơi, người ta lớn người ta mới có tiền bại bà. Mấy người nhỏ nhỏ tuổi ở đâu tiền? Tiền cha tiền mẹ không chứ tiền nào của tụi nó, hiểu không? Mày lấy ông đi, tao thiệt mày nghe, tao mê ông lắm. Tao đòi lấy ông mấy lần cũng đâu có chịu. Ông muốn là gái trẻ trẻ đẹp đẹp, mày hiểu không? Cho nên ráng đi, mày lấy ổng đi. Thí dụ mà ở chừng vài tháng mày thấy không được á, mày cáp qua tao. Lúc đó mày chỗ quen biết với ổng, mày nói nhiều khi ổng tin hơn, hiểu không? Chứ tao nói ổng không có chịu. Nha, nha, vậy nha. Ổng cũng đang gấp lấy vợ lắm rồi. Không được đâu chị ơi, để em thưa lại với ba má em chứ. Chứ ê, tao mệt nha mày. Tao mệt nha, tao thuyết phục tao cũng biết mệt nha. Bây giờ sao mày không chịu đúng không? Bây giờ trả tiền nợ cho tao. Mày không trả tao kêu 18 thằng nó đứng ở ngoài nó vô nó dỡ cái nhà của mày. Chị ơi, em đang nỉ chị lại, chị đừng như vậy mà chị. Bây giờ mày đi theo tao đi. Tao đi lên trên huyện, tao mua đồ cho mày. Tao tút mày từ A đến Z để mày đi lấy chồng. Mày có tiền mày trả nợ cho ba má tao. Mày lo cho hai đứa em mày ăn học, mày muốn gì nữa. Đi, nhanh lên. Chị ơi, nhưng mà không có được chị ơi. Làm sao em lấy người ta làm chồng vậy được? Bây giờ 18 thằng đâu? Được rồi chị, em hứa chị mà. Mệt hả? Chị cho em nói chuyện với hai đứa em chút cho chị. Nghèo bạch nói chuyện hoài mệt quá. Út, bé ba, nghe hai nói nè, chuyện của hai đứa là ăn học. Chị hai đi lấy chồng rồi, hai đứa ở nhà ráng ăn học nha. Ở trong nhà cái gì á có chị hai lo rồi, yên tâm đi. Nhớ đàng hoàng nha. Trời ơi, nhiều quá rồi, hết giờ. Đi. Hai đứa nhỏ thì ra chỗ khác, còn nhỏ thì đi theo tao. Nhanh lên. Trời ơi, hai đứa ráng học nha. Nó khổ kìa. Đi, bù ra đi. Nó đi lấy chồng, nó về lo cho tụi bay chứ. Đi ra chỗ khác. Đi, chị đi mua đồ cho hai đứa. Tìm yêu mất rồi, em về bèo bọt một kiếp đơn côi, nợ duyên gánh gãy ngang trời, tuổi xuân bước lẽ trong đời, thời con gái cũng qua rồi.
những câu ca cổ cho em nằm mơ. Ngày xưa mẹ đắp cho con tấm khăn quàng cổ ấm hơn mẹ tôi. Ngày xưa bên giường cha nằm, mẹ buồn xa vắng nhìn cha, thương cha chỉ lớn không thành. Biển sóng thét gào, một ngày nhớ mẹ dâng trào khơi xa. Trời gió mây ngàn, một ngày khóc mẹ chẳng tàn sao rơi. Mẹ ơi, thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình. Tuổi thơ như chiếc gối em cho tuổi già ướp mặn. Con in khắc sâu mãi nhà
mơ ước như chuyện thần tiên có ba mẹ về. Từng đêm gió như lời ru ơi, dòng sông ơi trôi về đâu giấc mơ. Đời côi lạnh lùng, đời em chưa biết phút yêu vui yêu thương ngọt lành. Tuổi thơ em chưa biết tung tăng vui chơi bạn bè. Tuổi thơ em chưa áo chưa cơm chưa vui học hành. Ôi đau xót, đời biết dù ca hát ta xin dựng lên lòng thành. Lời hôm nay ta hát cho em yêu thương mộng lành. Hồi nhân gian đưa xót em thơ tương lai mịt mờ. Bàn tay em cứ giúp em thơ tìm được những giấc mơ. Bàn tay em cứ giúp em thơ tìm được những giấc mơ. Tôi bao câu ca tình yêu, người cho tôi tình cao quý trong cuộc đời. Tình bạn ta mãi mãi không hề phai, ta cùng bước trên con đường dài cảm ơn trời, người ban cho tình thân khó phai. You and I, buồn vui ta đã mãi trường.
bao kỷ niệm mang đến. Thương rồi một tà áo tím, dù xa nhau nhớ đừng lãng quên. Mai đây cánh biển, nỗi buồn này ai biết, thấy phượng rơi không hờn. Dưng dưng tiếng lòng như vẽ du não đông, tình ấy chấm ngây nhớ nhau, nuối tiếc cuộc vui ân tình phút đầu. Nếu ai đã từng dũng cảm đôi lần nhạt màu hoa thắm, lòng bâng khuâng biết mình đã về kỷ niệm lúc còn học sinh. Tà áo trinh nguyên tô thắm dân trường, đời học sinh vẫn nét đoan chính, tươi đẹp như màu hoa xinh. Có đôi khi thấy buồn một hồn không phiền không sầu vì ai, màu mắt hàng ngày tóc xóa buông dài, lời yêu đương vẫn xót bên tai, nhưng lòng chưa hề yêu ai. Bến xuân xinh ước hẹn ngày bên nhau gọi tên, vui say sưa mái trường thân mến, và bao niềm tâm tư khó quên. Bây giờ kỷ niệm trốn vào thời gian, ngày tháng trôi qua hoa nở vai tàn, tìm tương lai giữa chốn xa hoa, phiêu bạc cuộc đời phong ba, nhớ thương về kỷ niệm ngày qua. Tìm tương lai giữa chốn xa hoa, phiêu bạc cuộc đời phong ba, nhớ thương về kỷ niệm ngày qua. Dòng sông giấc mơ xưa một thời thiếu nữ buồn trôi, tuổi thơ xưa đã qua, người xưa xa cách xa
còn đâu, bóng quê nhà trong chiều xa vắng. Tóc xóa thôi bay những ngày thơ. Tình em đó hôm lặng lẽ tháng ngày bên vừa, tình em như khúc sông quê nhà khao khát con thuyền trôi, tình em như gió khao, tình em như sóng xô giặt trôi đến bên bờ con người mong nhớ. Xa nhau đó dừa vẫn cài trên mái tóc, tóc gió thôi bay những chiều mưa. Mùa này chiều không buông nắng, phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô, quán cóc liêu xiêu một câu thơ. Hồ Tây tim mơ. Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ. Chào em tuổi thơ ngây, tưởng như còn đây. Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, cái xét đồ đông gần em bay hiu hiu gió lạnh. Thôi rời ta bên nhau một chiều tan lỡ, đường cổ như xưa chậm chậm bước ta về. Hà Nội mùa này chiều không buông nắng, phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô, con góc liêu xiêu một câu thơ. Hồ Tây tim mơ. Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ, ta nhớ đêm nào lạnh đôi vai, hơi ấm chào em tuổi thơ ngây, tưởng như còn đây. Chiều không buông nắng, phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô, quán cóc liêu xiêu một câu thơ. Hồ Tây tim mơ. Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ, ta nhớ
có tiếng mẹ già, mưa nắng bao ngày quạnh hiu lo lắng. Có tiếng ru hời, mưa sớm dài rồi chưa con lớn thôi. Và nhớ những giấc mơ tuổi thơ, ngày đó chỉ biết vui đùa ước mơ. Nơi quê nhà tôi mẹ mong con lắm. Tôi mơ nhìn dòng sông xanh, ai xuôi mái chèo cùng tôi sớm trưa. Tôi mơ từng cơn gió mát, vòng tay em ơi người thương của tôi. Mưa nắng bao ngày quạnh hiu lo lắng. Cô tiếng ru hời, khuya sớm dài rồi chưa con lớn khôn. Mùa đông rét căm mỗi đêm,
trong giấc mơ hôm nào được như lúc thơ ấu xưa đưa bước chân tôi đi về với mùa đông rét cằm mỗi đêm trong giấc mơ hôm nào. Về với cơn mưa phùn để biết cái tay còn run ngồi xí xoa bên bếp hồng. Mẹ đắp chân cho con, mẹ hát câu ru à ơi, về với đông như lúc xưa. Về với cơn mưa phùn để biết cái tay còn run ngồi xí xoa bên bếp hồng. Mẹ đắp chân cho con, mẹ hát câu ru à ơi, về với đông như lúc xưa. Về với cơn mưa phùn, mẹ hát câu ru từng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chiều nay ngồi đây lòng nhớ thương anh. Cô nghe trong mắt lệ thấm tuôn trào. Ngày xưa con bé ngây thơ, mà nay con đã đi xa. Mẹ già chưa mong con về. Giờ đây mẹ đã đi xa, để con trông ngóng nơi đây. Con vì chiều thua. Khúc này là gần tới mộ của mẹ mình rồi đó. Gần tới mộ của mẹ rồi hả chị hai? Nãy giờ hai đứa mình đi lâu quá, đi đường dài quá chị hai ơi. Út có mệt không? Dạ em mệt có chút xíu à chị hai. Kìa, mộ của mẹ mình ở đó kìa. Dạ, hay là bây giờ hai đứa mình ngồi xuống bày đồ rồi thắp nhang cho mẹ nha chị hai. Ừ. Em ba cây, chị ba cây nha. Dạ chị hai. Mẹ ơi, hôm nay là ngày giỗ của mẹ. Hai chị em con tới đây thăm mẹ nè. Út bây giờ cũng lớn lắm mà mẹ ơi. Dạ đúng rồi mẹ, bây giờ con lớn lắm rồi. Mặc dù á là con chưa thấy mẹ lần nào hết trơn á, nhưng mà con nhớ mẹ lắm. Chị hai ơi, không biết là chị hai giống mẹ hay là em giống mẹ nữa ha chị hai. Chắc Út giống mẹ, tại vì em gái của chị đẹp mà. Từ sáng giờ đi cũng đường dài rồi, em ngồi ở đây nghỉ xíu nha. Dạ. Mẹ qua đời khi con còn trong nôi, cha bỏ con bao giờ đi theo người. Cậu đem về cứu mang vì thương cháu. Chưa bố tay mồ côi lúc chào đời. Cậu qua đời khi con vừa thôi nôi. Sao nhẫn tâm mở đêm con cho người. Ngày qua ngày con âm thầm khôn lớn.
đứa con gái bé bỏng của mẹ. Mẹ sinh hai con ra mà mẹ không thể lo lắng, thương yêu, chăm sóc cho hai con. Nhìn hai con như thế này mẹ đau lòng lắm, nhưng mà mẹ không thể làm gì hơn được hai con à. Hai à, con là chị lớn, con phải biết chăm sóc lo lắng cho Út nha con. Hai đứa cố gắng nương tựa nhau mà sống nha hai con. Mẹ, đã tới lúc mẹ phải đi rồi hai mẹ con ơi. À mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đừng bỏ hai tụi con nữa mà mẹ ơi. Mẹ ơi, chị Hai, mẹ ơi, chị Hai, mẹ đừng bỏ hai đứa con nữa mà mẹ ơi. Mẹ về thăm hai đứa mình đó em. Chị Hai ơi, em thấy có ai đâu chị Hai ơi. Chị Hai đừng có làm em sợ nha chị Hai ơi. Chị Hai đâu rồi chị Hai? Chị Hai ơi. Trời ơi, rõ ràng là mẹ ở đây mà. Mẹ chị Hai, chị đừng có như vậy nữa đâu mà chị Hai. Chị đừng có làm em sợ nữa mà chị Hai. Phương xa nhà nào cô hay mà chiều nay con giấu mẹ nơi này. Sao bay tìm bầy khói hương mộ phần nghi ngút, nước chảy liêu riêu lòng con hiếu thảo trọn đời mỗi năm một lần. Con gái nhớ mẹ về đây. Một mái trường.
từng dũng cảm đôi lần nhặt màu hoa thắm lòng bâng khuâng biết mình đã yêu. Nếu ai đã từng dũng cảm đôi lần nhặt màu hoa
từng nhớ. Cuộc đời từ đây u buồn ngang trái, để mình anh đắng cay. Em biết cho chăng nên không còn thương nhớ đầy vơi. Giờ không yêu ai cũng chẳng
gót chân in ngàn muôn lối sông hồ, áo sơn vai tìm đôi mắt u hoài bóng hình ai. Hoa nào mà không phôi pha sẵn hương, ân tình nào mà không gây vấn vương, lệ đôi gót trên khắp chốn ngàn phương để tìm. Tên là Tèo Em, năm nay con 13 tuổi, con đến từ Cà Mau. Sở thích của con là ca hát và ước mơ của con sẽ trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Sao bữa nay anh hai vui dữ vậy? Sao mà không vui được, bữa nay anh hai có siêu lớn mà. Hát xong á có chút tiền hả anh em đi học? Yên tâm, tiền đi học cái gì, để tối nay anh hai hát xong sau này anh hai sẽ có tiền cho hai anh em mình đi học thế thôi. Oh,
Chú ăn giờ bò vào viên không thôi, không ăn hủ tiếu đâu. Ăn hủ tiếu nhiều mập nha anh Quy. Trời ơi. Vũ, hồi nãy em nghe em tưởng là nữ. Đúng đó, thật sự là như vậy, tưởng là một cô bé. Đúng là mở cánh cửa đó ai cũng bất ngờ hết. Bất ngờ luôn. Bây giờ con giới thiệu về bản thân mình cho cô chú biết đi. Dạ con xin tự giới thiệu, con tên là Lê Tèo Em. Con đến từ Cà Mau, năm nay con 14 tuổi. Tèo Em hả em, cái tên nghe dễ cưng dễ sợ. Hôm nay con lên đây với ai? Dạ con lên với ba. Gia đình con đang làm công việc gì? Dạ mẹ con đi làm chuyên nghiệp, còn con với ba thì đi bán kẹo kéo. Còn nhớ mẹ ơi, năm ấy mưa tôi bời. Vỉa hè chính là sân khấu lớn nhất, sân khấu trải dài cả một thành phố. Ở đâu có khán giả, ở đó chính là sân khấu của con. Xe máy, lo, micro có thể là tài sản lớn nhất của chúng con, nhưng âm nhạc mới thật sự là điều tuyệt vời nhất. Từ Cà Mau lên đây, cuộc sống ở nhà thuê, nơi đây mai đó, đất giả lắm. Thấy con lạc quan nó mê hát tôi cũng mừng lắm. Chỉ mong cho con đừng bỏ cuộc, cả gia đình cùng ủng hộ con. Mong ước lớn nhất của con là bước lên một sân khấu chuyên nghiệp để trở thành một ca sĩ. Lúc ấy con sẽ cho thằng em đến trường và cả con nữa, con cũng sẽ đi học. Cả nhà sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Hy vọng giấc mơ ngọt ngào này sẽ sớm trở thành hiện thực. Con nghỉ học từ lúc nào? Dạ từ lúc con học lớp 4. Con có muốn đi học lại không? Dạ không muốn. Nếu như mà chú có thể giúp con đi học lại, con có chịu đi học lại không? Cái lời hứa này thì nó nặng ký lắm. Đối với chú, đi học là cái quan trọng nhất ở trên đời. Dạ. Tại vì nó sẽ giúp mình có một cái nền tảng để sau này con muốn làm gì cũng được trong cuộc sống hết. Dạ. Hôm nay mình có duyên mình gặp nhau, chú gạt cần cho con. Chú hứa với con là chú sẽ tìm đủ mọi cách để cho con có thể đi ăn học tới khi con ra trường. Dạ. Con đồng ý không? Dạ đồng ý. Tèo Em ơi, tại sao con quyết định tham gia chương trình này? Dạ tại vì con đam mê trở thành ca sĩ. Con còn có ước mơ nào khác nữa không? Dạ. Yeah, vậy đủ rồi. Với giọng hát như thế này thì cô nghĩ rằng là ước mơ đó hoàn toàn có cơ sở để trở thành hiện thực trong tương lai. Vì con là một người có giọng hát rất là truyền cảm. Trong cái giọng hát của con á, nó có nhiều cái tâm sự lắm. Nhưng mà trước khi mà thực hiện cái ước mơ lớn đó thì bằng cách nào đó phải quay về với việc học, vì nó sẽ giúp cho con thay đổi cuộc sống và gia đình của mình nó sẽ khá hơn. Bây giờ con an tâm rồi đó, con sẽ đi học, chắc chắn con sẽ đi học. Và chú sẽ bảo đảm con phải đi học, con không đi học là chú sẽ đánh con. Đánh đòn đi nha. Tèo Em, khi mà con nói về mọi thứ, khi mà con hát, khi mà con xuất hiện, con làm cho mọi thứ giống như dừng lại để nghe con. Và thật sự là cô và cả chú Huy cảm ơn chú Dương Trường Vũ đã tạo điều kiện cho bé lại quay trở lại đi học. Một cái hành động rất là đẹp. Cô sẽ không nói thêm về cái gì hết. Quan trọng là con thích cái gì, con muốn chọn đội ai con cứ chọn. Chú nhìn con, chú không có thấy được cái sự tủi thân hay là cái gì hết. Con rất tự tin, con tự hào về bản thân con. Cái đó là nơi con bắt đầu, nơi con tới đâu thì cái đó hoàn toàn do con quyết định. Con cứ chọn đi. Rồi, sân khấu là của con nha. Dạ. Bây giờ con chọn đội bên nào thì cứ chạy đến và ôm chầm cô chú. Chạy tới để nói, để nói. Mình bỏ qua cái vụ mà chạy lại ôm chầm được hay không vậy? Từ nào chạy lại ôm tôi cũng không có trường. Con nói đi. Dạ, con xin về đội của... Cô Ốc và chú Chúc mừng Tèo Em đã trở thành một thành viên trong đội huấn luyện viên Dương Triều Vũ Ốc Thanh Vân. Hãy quay trở lại trường học và tiếp tục theo đuổi đam mê ca hát của mình nhé.
có một ai. Yêu nhau tôi cứ rau côi, hủ tiếu gõ đây bà con ơi. Lang thang từ nơi góc hẻm, bước chân tôi từ lâu tôi. Khi xưa dòng gió quê nhà đã cuốn trôi xóm làng quê tôi, giờ đây sống nơi chốn quê người, đời sương gió bò vào viên không thôi, không ăn hủ tiếu đâu. Ăn hủ tiếu nhiều mập nha anh Quy. Trời ơi. Vũ, hồi nãy em nghe em tưởng là nữ. Đúng đó, thật sự là như vậy, tưởng là một cô bé. Đúng là mở cánh cửa đó ai cũng bất ngờ hết. Bất ngờ luôn. Bây giờ con giới thiệu về bản thân mình cho cô chú biết đi. Dạ con xin tự giới thiệu, con tên là Lê Tèo Em, con đến từ Cà Mau, năm nay con 14 tuổi. Tèo Em hả em, cái tên nghe dễ cưng dễ sợ. Hôm nay con lên đây với ai? Dạ con lên với ba. Gia đình con đang làm công việc gì? Dạ mẹ con đi làm chuyên nghiệp, còn con với ba thì đi bán kẹo kéo. Còn nhớ mẹ ơi, năm ấy mưa tôi bời. Vỉa hè chính là sân khấu lớn nhất, sân khấu trải dài cả một thành phố. Ở đâu có khán giả, ở đó chính là sân khấu của con. Xe máy, lo, micro có thể là tài sản lớn nhất của chúng con, nhưng âm nhạc mới thật sự là điều tuyệt vời nhất. Từ Cà Mau lên đây, cuộc sống ở nhà thuê nơi đây mai đó rất giả lắm. Thấy con lạc quan nó mê hát tôi cũng mừng lắm. Chỉ mong cho con đừng bỏ cuộc, cả gia đình cùng ủng hộ con. Mong muốn lớn nhất của con là bước lên một sân khấu chuyên nghiệp để trở thành một ca sĩ. Lúc ấy con sẽ cho thằng em đến trường và cả con nữa, con cũng sẽ đi học. Cả nhà sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Hy vọng giấc mơ ngọt ngào này sẽ sớm trở thành hiện thực. Con nghỉ học từ lúc nào? Dạ từ lúc con học lớp 4. Con có muốn đi học lại không? Dạ con muốn. Nếu như mà chú có thể giúp con đi học lại, con có chịu đi học lại không? Cái lời hứa này thì nó nặng ký lắm. Đối với chú, đi học là cái quan trọng nhất ở trên đời. Yeah. Tại vì nó sẽ giúp mình có một cái nền tảng để sau này con muốn làm gì cũng được trong cuộc sống hết. Yeah.
hôm nay mình có duyên mình gặp nhau, chú gạt cần cho con. Chú hứa với con là chú sẽ tìm đủ mọi cách để cho con có thể đi ăn học tới khi con ra trường. Dạ. Con đồng ý không? Dạ đồng ý. Tèo em ơi, tại sao con quyết định tham gia chương trình này? Dạ tại vì con đam mê trở thành ca sĩ. Con còn có ước mơ nào khác nữa không? Dạ. Yeah, vậy đủ rồi. Với giọng hát như thế này thì cô nghĩ rằng là ước mơ đó hoàn toàn có cơ sở để trở thành hiện thực trong tương lai. Vì con là một người có giọng hát rất là truyền cảm. Trong cái giọng hát của con á, nó có nhiều cái tâm sự lắm. Nhưng mà trước khi mà thực hiện cái ước mơ lớn đó thì bằng cách nào đó phải quay về với việc học, vì nó sẽ giúp cho con thay đổi cuộc sống và gia đình của mình nó sẽ khá hơn. Bây giờ con an tâm rồi đó, con sẽ đi học, chắc chắn con sẽ đi học. Và chú sẽ bảo đảm con phải đi học, con không đi học là chú sẽ đánh con. Đánh đòn đi nha. Tèo em, khi mà con nói về mọi thứ, khi mà con hát, khi mà con xuất hiện, con làm cho mọi thứ giống như dừng lại để nghe con. Và thật sự là cô và cả chú Huy cảm ơn chú Dương Trường Vũ đã tạo điều kiện cho bé lại quay trở lại đi học. Một cái hành động rất là đẹp. Cô sẽ không có... nói thêm về cái gì hết. Quan trọng là con thích cái gì, con muốn chọn đội ai con cứ chọn. Chú nhìn con, chú không có thấy được cái sự tủi thân hay là cái gì hết. Con rất tự tin. Tự tin, con tự hào về bản thân con. Cái đó là nơi con bắt đầu, nơi con tới đâu thì cái đó hoàn toàn do con quyết định. Con cứ chọn đi. Rồi, sân khấu là của con nha. Dạ. Bây giờ con chọn đội bên nào thì cứ chạy đến và ôm chầm của chú. Chạy tới. Để nói, để nói. Mình bỏ qua cái vụ mà chạy lại ôm chầm được hay không vậy? Lần nào chạy lại ôm tôi cũng hụt hết trơn. Con nói đi. Dạ, con xin về đội của... cô Ốc và chú Chúc mừng Tèo Em đã trở thành một thành viên trong đội huấn luyện viên Dương Triệu Vũ Ốc Thanh Vân. Hãy quay trở lại trường học và tiếp tục theo đuổi đam mê ca hát của mình nhé. Phòng trà dâng tiếng hát cho mọi người, bỏ tin múa vui, hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa không? Đừng nói nữa em ơi, xin đừng nói nữa, làm gì anh nghĩ rằng đời người ca sĩ đáng thương và đáng được. Chờ anh mắt biết hai dòng lệ.
Gòn em xếp tặng anh, tặng tình tình nhớ, tặng người người bỏ đi. Mai này tình dẫu phôi pha, lòng em vẫn nhớ cánh cò ngày xưa. Và đây là một sáng tác của ca nhạc sĩ Đình Văn. Xin cảm ơn tiết mục khách mời của bé Tất Phú Thành, quán quân thử tài siêu nhiến mùa 1. Mắt kém tay run.
cha là ngọn núi cao che bão bùng sương gió đời con. Cha người thầy dẫn con dạy cho con tấm lòng nhớ ai. Cha là một tấm gương trong sáng dù năm tháng con, non sáng sáng.
biết bao ơn tình nơi đẹp mến thương. Sống hồ